Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa, tên thật là Agnes, sinh ra ở Skopje, Macedonia, ngày 26 tháng 8 năm 1910. Cha bà là doanh nhân thành đạt, còn mẹ là một bà nội trợ. Ngay từ nhỏ, Agnes đã là một cô bé chu đáo và thích giúp đỡ người khác. Mẹ bà cũng là một phụ nữ giàu lòng trắc ẩn và sùng đạo. Khi Agnes lên 9 tuổi, cha bà qua đời, nên mẹ bà phải một tay chăm sóc các con. Lên 12 tuổi, Agnes quyết định trở thành một nhà truyền giáo. Lên 18 tuổi, bà rời quê hương để gia nhập hội Loreto, một cộng đồng các nữ tu Iceland, có nhiệm vụ truyền giáo ở Ấn Độ. Agnes được đào tạo vài tháng ở Dublin, sau đó được cử đến Ấn Độ. Khi trở thành nhà truyền giáo, bà lấy tên là Marie Teresa. Tại thành phố Kolkata, Ấn Độ, bà ban đầu làm việc tại một bệnh viện, sau đó giảng dạy tại trường trung học St. Mary. Bà yêu công việc dạy học và nhanh chóng trở thành giáo viên yêu thích của tất cả các học sinh. Nhưng tình cảnh nghèo đói và khổ sở của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ khiến Agnes rất đau buồn. Vì thế, bà đã xin phép rời trường tu và dành phần còn lại của cuộc đời mình để giúp đỡ người nghèo. Bà đã dành cả cuộc đời để phụng sự mục tiêu này. Bà được đào tạo về chăm sóc sức khỏe và bắt đầu bắt tay trợ giúp những người nghèo bị bệnh trong thành phố. Bà dành từng xu lẻ kiếm được để mua thuốc cho người nghèo. Khi mọi người biết đến nhiều hơn về tấm lòng của mẹ Teresa, không ít người tình nguyện trở thành thành viên trong nhóm giúp đỡ của bà. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, mẹ Teresa sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái để chăm sóc những người nghèo và người thiếu thốn, thu hút rất nhiều nữ tu khác tham gia. Dòng Thừa Sai Bác Ái của bà đã mở rộng đến 20 thành phố của Ấn Độ. Mẹ Teresa được trao giải thưởng Hòa bình Ramon Magsaysay vào năm 1962. Năm 1979, bà nhận giải Nobel Hòa bình. Lúc bấy giờ, dòng Thừa Sai Bác Ái đã mở thêm 61 cơ sở mới tại 28 quốc gia bên ngoài Ấn Độ. Năm 1996, mẹ Teresa điều hành tới 517 cơ quan truyền giáo tại trên 100 quốc gia. Năm 1983, sức khỏe của bà bắt đầu suy yếu. Bà bắt đầu bị đau tim. Bà qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi. Chính phủ Ấn Độ đã tổ chức tang lễ cho mẹ Teresa nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với bà. Mẹ Teresa được phong thánh Kolkata vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Mẹ Teresa luôn tìm thấy niềm vui trong sự yêu thương. Bà luôn nhắc mọi người, chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương. Và bà chia sẻ, nếu tôi trở thành một vị thánh, tôi chắc chắn sẽ là vị thánh bóng tối, liên tục vắng mặt trên thiên đường để chiếu rọi ánh sáng cho những người chìm đắm trong bóng tối ở trái đất. Nhiều cuốn sách đã viết về mẹ Teresa với lòng ngưỡng mộ, có thể kể đến như Vị Thánh của Những Người Khốn Khổ, Mẹ Teresa, Những Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng, Mẹ Teresa, Đồng Cảm, Mẹ Teresa, Trên Cả Tình Yêu, Mẹ Teresa, Nguồn Sáng Từ Trái Tim, v.v.